Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Nỗi ám ảnh cuộc đời Phạm Đình Chương bị anh rể Phạm Duy cướp vợ tai tiếng nhất giới nhạc sĩ. Nhạc sĩ tài hoa Phạm Đình Chương mất hơn 10 năm chìm đắm trong men rượu để quên đi nỗi đau vợ và anh rể Phạm Duy tư tình. Chân dung cuộc tình tập 12 đưa khán giả đến với một nhạc sĩ nổi tiếng và tài hoa Phạm Đình Chương. Đặc biệt, những câu chuyện đằng sau cuộc hôn nhân ồn ào của ông và người vợ đầu, nữ ca sĩ lừng danh Khánh Ngọc cũng được tiết lộ. Tham gia chương trình, danh ca Phương Dung cho biết bà có dịp làm việc với nhạc sĩ Phạm Đình Chương sau khi ông ấy chia tay người vợ đầu. Trong mắt Phương Dung, nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một người dễ thương và hiền lành. Dù cuộc đời có nhiều niềm đau, ông vẫn đối xử với những người xung quanh rất dễ chịu. Đặc biệt, giai đoạn này, ông thân với nhạc sĩ Huỳnh Oanh vì cả hai cùng hoàn cảnh bị vợ bỏ. Nói về biến cố trong cuộc hôn nhân của Phạm Đình Chương và vợ cũ Khánh Ngọc, biên tập Minh Đức cho biết, Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc từng là một cặp đôi đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phạm Đình Chương đã sáng tác nhiều bài tặng Khánh Ngọc, và cũng chính giọng hát của Khánh Ngọc lại đưa các nhạc phẩm của ông thăng hoa đến gần hơn với công chúng. Khánh Ngọc không chỉ là ca sĩ mà còn là diễn viên nổi tiếng, bà mang vẻ đẹp phương Tây hiện đại, luôn nổi bật trước đám đông. Khi Phạm Đình Chương phát hiện ra chuyện tình cảm giữa vợ mình và anh rể, nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã rất đau khổ và dây dứt. Đau khổ là vì người ở giữa bị giằng xé, phản bội trong cuộc tình của hai người thân trong gia đình. Và cuối cùng, anh chọn cách chia tay. Sau này trong hồi ức của những người trong cuộc, đã có người kể lại câu chuyện này. Tất nhiên, mỗi người đều có cách nói để không gây tổn thương cho người bên kia. Nhưng đã có người nhận lỗi vì không tránh khỏi những phút yếu lòng. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Tuy nhiên, có lẽ tổn thương với Phạm Đình Chương thì sẽ còn mãi, bởi đó là mất niềm tin, là vết thương lòng sâu sắc, khó hàn gánh, Minh Đức cho biết. Nói về ca khúc, được cho là sáng tác sau khi Phạm Đình Chương ly dị vợ, bài Nửa Hồn Thương Đau, biên tập Minh Đức cho biết, nhiều người hiểu lầm về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc. Có người từng cho là bài hát được sáng tác khi Phạm Đình Chương gặp lại vợ cũ và ngỏ ý muốn đưa vợ về nhưng bị Khánh Ngọc từ chối. Sau đó Phạm Đình Chương trở về nhà trong đêm mưa gió, thấy cuộc hôn nhân tuyệt vọng và định quyết sinh. Nhưng bất ngờ lúc ấy, tiếng khóc của đứa con đã kéo ông trở lại với thực tại. Ông lấy cảm xúc đó để viết bài Nửa Hồn Thương Đau. Tuy nhiên, theo Minh Đức, điều này không hoàn toàn đúng vì giai đoạn đó con chung của Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc đã lớn, không thể bật khóc như vậy được. Thực ra bài hát được viết sau một khoảng thời gian Phạm Đình Chương chìm đắm trong đau khổ. Ông đã chọn hai câu thơ cuối của Thanh Tâm Tuyển để phổ nhạc, Minh Đức nói thêm. Về người vợ cũ đã gây ra cho Phạm Đình Chương những vết thương lòng khó hàn gắn, biên tập Minh Đức tiết lộ, hiện tại Khánh Ngọc đã ở tuổi 80, vẫn đẹp, rất thần thái và sắc sảo. Sau khi ly dị, bà sang Mỹ sống cùng người con chung của hai người là Phạm Thành, anh làm ca sĩ, sản xuất âm nhạc. Khánh Ngọc sau khi kết hôn với một luật sư và có thêm con. Sau thời gian hơn 10 năm chìm đắm trong men rượu để quên đi cuộc hôn nhân bất hạnh, nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng tái hôn với một người phụ nữ tên Mỹ. Đó là một người đàn bà đẹp và chấp nhận ở đằng sau hỗ trợ Phạm Đình Chương. Tôi luôn thán phục chị, bởi chị là người rất can đảm, đi vào cuộc đời của người tưởng chừng đã đau khổ, buông xuôi hết và an ủi anh cho đến cuối cùng. Nhờ tài sinh trong cuộc hôn nhân này mà sau Phạm Đình Chương tiếp tục sáng tác và có được một gia tài âm nhạc đồ sộ như sau này chúng ta thấy, danh ca Phương Dung cho biết. Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, bắt đầu sáng tác khi 18 tuổi. Phần nhiều những nhạc phẩm của Phạm Đình Chương mang phong cách trữ tình lãng mạn. Năm 1951, ông và gia đình chuyển vào miền Nam và cùng các anh Hải Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng. Thời kỳ này, các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc như khúc Giao Duyên, Thẳng Cuội, Được Mùa, Tiếng Chân Dài. Sau đó, ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn, Xóm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân. I'm so